còn cái gì nữa các bạn? Là mình sẽ gắn cái chi tiết này vào với nhau nhé các bạn nhé. Vậy là mình đã đi cắt tán xong sản phẩm của mình rồi các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp cho mình xin được like, lại đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Đây là quả cherry. Đem được sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, giải thủ cắt và hồng sáng. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên mình sẽ đi tô lại những chi tiết mà trong nét vẽ của mình các bạn ạ. Mới hôm nay anh thích xem Doraemon đấy nhé, tập nhưng mà chẳng biết ai là tập mấy không, nó phải nghiền tạp rồi. Giờ này anh hệ tối ở nhà thỉnh thoảng anh lại xem, lâu không đọc sách quá. Yêu đâu? Yêu đâu? Đi làm tối không nhỉ? Hả? Tối không nhỉ? Tối nghỉ tối thì cũng mỏi mồm. Em không đi học chiều à? À tối à? Mày cũng kéo đi bắt người ta đi đúng không? Giờ
Bỏ lại cái gì đó. Cái này là cái gì? Quả cà chua. À, quả này không biết, không nhớ tên này. Ta chỉ nhớ một sản phẩm thôi, cả hai sản phẩm này không nhớ tên. Cái này là như vậy là mình đã cắt dán xong sản phẩm rồi. Mình các bạn ạ, các bạn thấy đẹp cho mình xin được like, được đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Đây là quả khế xanh. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị dây thủ công, dạ, kéo cắt và hậu dán. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Đêm các bạn tính mình cắt dán đẹp một dạng như tôi cũng nét mà nét chưa được đậm trong bức tranh của mình các bạn ạ. Mình sẽ cắt tay cho các bạn xem các bạn nha. Bắt sản phẩm mình ra rồi. Đại gì đó, đại bà thần tiên, nhẹ tô là cái này em. Nhẹ tô là cái này không biết gì vậy. Có phải khó xả không? Đúng không các bạn? Thì phải cố thì cố là cái này không cố được các bạn. Ngoài bên trong cái này bị đổ ra đấy. Cái phá cái kia là cái gì? Hả? Kia ở ngoài phá cái cảnh ở sân ấy.
quá là tiền vừa. Như vậy là mình đã đi hoàn thành xong sản phẩm của mình rồi các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn.